Hoàng tử ếch. Ngày xưa, khi những điều ước còn hay biến thành sự thật, có một vị vua và ngài có một cô công chúa. Công chúa thực sự rất xinh đẹp và đáng yêu, đến mức nhà vua luôn chiều chuộng cô mọi thứ, cho cô mọi thứ cô muốn. Thưa cha, con chán chơi đồ chơi cũ rồi, con muốn có thứ gì mới để chơi. Con yêu à, con gái quý giá của ta, ta sẽ cho con món đồ chơi quý báu nhất mà ông nội của ta đã tặng cho ta hồi ta còn bé. Nhà vua mở cái tủ vàng và lấy ra một quả cầu vàng. Wow! Con lấy đi, quả cầu vàng này sẽ tỏa sáng như mặt trời. Nhưng nó thật sự quý lắm đấy con à. Hãy nhớ đừng bao giờ làm mất nhé. Con cảm ơn cha, cha là người cha tốt nhất trên đời. Cô công chúa xinh đẹp bắt đầu chơi trong vườn. Khi quả cầu lăn, cô chạy theo nó đi khắp nơi. Bỗng đột nhiên xuất hiện con ếch xấu xí. Eo ơi, mau biến đi, con ếch bẩn thỉu. Đứng trong bụi rậm, ta đã nhìn thấy nàng và rất ấn tượng với vẻ xinh đẹp của nàng. Nàng cho phép ta làm bạn với nàng và cùng chơi nhé. Này, sao mà ngươi có thể nghĩ ra được điều đó chứ? Ta sẽ không chơi với một con ếch xấu xí đầy mụn như ngươi. Ta là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Sao ta lại chơi với thứ xấu xí như vậy được? Ta có thể bực, có thể nhảy, ta có thể bơi và đi bắt quả cầu. Ta rất thích hợp để ở bên cạnh nàng. Ta thà chơi một mình còn hơn động vào con ếch xấu xí. Thấy ghê gớm, cô công chúa xinh đẹp quay lại lâu đài để tránh xa con ếch đó. Ngày hôm sau, cô lại chơi với quả cầu. Cô chọn một nơi riêng tư, dưới tán cây đoạn già, gần cái giếng. Nơi này thật là yên tĩnh và thoải mái, con ếch đó sẽ không thể tìm thấy mình. Công chúa bắt đầu chơi với quả cầu, cô tung nó lên rồi bắt lấy nó. Khi tung quả cầu lên, quả cầu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và làm lóa mắt cô. Nhưng thay vì quả cầu vàng rơi lại vào tay cô, thì nó lại rơi xuống chỗ đất gần cái giếng và lăn thẳng xuống dưới giếng. Ôi không, quả cầu vàng của mình. Ôi trời ơi, giếng sâu quá, mình không thể nhìn thấy quả cầu của mình ở đâu hết. Cô cứ khóc mãi và cô không thể nguôi ngoai được. Và khi cô đang khóc, cô nghe một giọng nói. Có chuyện gì vậy công chúa? Nàng khóc đến hòn đá nghe thấy cũng phải đau lòng. Cô nhìn quanh xem giọng nói đó ở đâu. Ồ, là ngươi à, con ếch xấu xí. Ta khóc là bởi vì quả cầu vàng của ta rơi vào trong giếng rồi. Không sao đâu, ta có thể giúp. Nhưng nàng sẽ cảm ơn ta thế nào nếu ta tìm được quả cầu vàng đây? Ngươi muốn gì cũng được hết. Quần áo của ta, ngọc trai, trang sức, kể cả vương miện vàng ta đang đội cũng được. Váy áo, ngọc trai hay trang sức, vương miện vàng không phải dành cho ta. Nhưng nếu nàng kết bạn với ta, cho phép ta làm người bạn tốt và chơi cùng ta, để ta được ngồi chung bàn với nàng, được ngồi ăn cùng nàng, cùng uống một chiếc cốc, cùng ngủ trên một chiếc giường. Nếu nàng hứa với ta những điều đó, thì sau đó ta sẽ lặn xuống nước và mò quả cầu vàng cho nàng. Công chúa thấy rất thất vọng sau khi nghe rất nhiều điều ước của chú ếch xấu xí. Nhưng để lấy lại quả cầu vàng, cô đã quyết định cư xử kiên nhẫn với chú ếch. Được thôi, ta hứa sẽ làm tất cả. Ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần lấy quả cầu lại cho ta thôi. Sau khi nghe lời hứa của công chúa, chú ếch lặn xuống nước ngay lập tức. Một lúc sau, chú ếch nổi lên mặt nước với quả cầu rồi ném nó lên mặt cỏ. Công chúa quá vui mừng khi nhìn thấy quả cầu vàng của mình một lần nữa. Cô nhặt quả cầu lên và cầm chạy đi. Dừng lại, dừng lại, đưa ta đi cùng với, ta không thể chạy nhanh như nàng. Nhưng chẳng ích gì cả. Ngày hôm sau, khi công chúa đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn tối với nhà vua, dùng đồ ăn bằng đĩa vàng của mình, thì nghe có tiếng gõ cửa. Ôi công chúa, cho ta vào. Công chúa ngồi dậy và chạy ra xem là ai.
Nhưng khi cô mở cửa ra, chỉ thấy một con ếch. Ngươi, con vật bẩn thỉu, sao ngươi dám ngồi ngoài cửa của ta? Cô vội vàng đóng cửa và quay về chỗ ngồi, cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhà vua phát hiện ra cô bồn chồn thế nào. Con gái yêu, con sợ điều gì thế? Có một tên khổng lồ đứng ở cửa, chuẩn bị mang con đi hay sao vậy? Không ạ, thưa vua cha, là một con ếch khủng khiếp. Con ếch đó nó muốn gì? Thưa cha, hôm qua khi con ngồi gần cái giếng, chơi cùng quả cầu vàng, quả cầu rơi vào trong giếng, con ếch đến và ra lấy quả cầu vàng cho con với điều kiện nó sẽ làm người bạn thân thiết của con. Con đã hứa với nó, nhưng con nghĩ nó sẽ không bao giờ ra khỏi nước và đi theo con. Nhưng giờ nó đang ở ngoài cửa và nó muốn vào đây. Công chúa ơi, mở cửa cho ta đi. Nàng đã hứa với ta rồi. Khi con đã hứa, con phải giữ lời chứ. Mau mở cửa cho nó vào đi. Nàng công chúa đành phải ra mở cửa. Chú ếch nhảy theo sau, nhảy đến bên ghế của cô. Cảm ơn công chúa, nhấc ta lên ngồi cạnh nàng đi. Cô công chúa tức giận nhìn chú ếch, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm khắc của vua cha, cô nâng con ếch lên. À, giờ chúng ta cùng ăn thôi. Công chúa ăn một cách không tình nguyện, còn chú ếch ăn uống say sưa. Cho ta ít súp nữa đi, thật sự rất ngon. Ta chưa bao giờ ăn súp nào ngon như thế cả. Chú ếch lại ăn hết sạch bát súp, nhưng công chúa thì như bị đồ ăn mắc ở họng vậy. Cảm ơn công chúa rất nhiều. Ta ăn no rồi, giờ ta cũng mệt rồi. Nàng đưa ta về phòng nàng đi. Nàng trải sẵn chiếc giường mềm mại, chúng ta cùng nhau ngủ trên chiếc giường đấy nhé. Đủ rồi, tốt hơn ngươi nên rời khỏi đây, đồ ếch xấu xí. Con gái của ta, một công chúa không nên nói những lời như thế. Con đã hứa với con ếch thì bây giờ con phải giữ lời. Người của hoàng gia một khi đã hứa với ai thì không thể thay đổi được. Đây là truyền thống con gái à, chúng ta phải tuân thủ. Cô dùng hai ngón tay nhấc chú ếch lên, đưa chú ếch lên gác và vứt vào trong gốc. Tối nay ngươi nên ở đây đi, nếu không, ngày mai ta sẽ ném ngươi vào khu rừng tối tăm. Ta mệt lắm rồi, ta muốn ngủ trên chiếc giường êm ấm của nàng. Cho ta lên đi, không ta sẽ nói với nhà vua. Con ếch kinh khủng. Công chúa nhấc chú ếch lên và dùng hết sức ném chú ếch vào tường. Khi ngã xuống, chú ếch đã chết ngay. Hả? Vậy đi, con ếch ngu ngốc, đừng có giả vờ nữa. Công chúa dùng tay chọc vào chú ếch, nhưng chú ếch không động đậy nữa. Nó chết thật rồi sao? Ôi trời ơi, mình đã làm gì thế này? Vậy đi nào ếch ơi, ta thành thật xin lỗi vì hành động của mình. Cô nâng chú ếch lên và cứ khóc mãi, rồi cô nhẹ nhàng hôn chú ếch. Kỳ diệu thay, chú ếch mở mắt và nhảy lên sàn nhà. Hả? Anh ấy không còn là ếch. Anh ấy bỗng nhiên biến thành một hoàng tử có đôi mắt rất đẹp. Ôi trời ơi, anh là ai vậy? Ếch bé nhỏ đâu rồi? Nàng đừng lo, con ếch đó chính là ta. Và giờ ta là một hoàng tử. Ta sẽ kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Khi vẫn còn là người, ta rất ngạo mạn và hống hách. Một lần khi đi săn trong rừng, và ta đã giết một số động vật. Bỗng đột nhiên, một bà tiên rừng xuất hiện trước mặt ta. Hỡi con người tàn bạo, những con vật này không phải đồ chơi để dành cho ngươi. Chúng cũng là sinh vật sống như con người. Thiên Chúa đã tạo ra thiên nhiên tươi đẹp này, còn ngươi lại đang phá hoại nó. Chúng đã từng làm hại ngươi chưa? Sao bà dám nói với tôi như thế chứ? Bà không biết ta là ai sao? Ta là hoàng tử của vương quốc này, và toàn bộ khu rừng này là của ta. Mỗi ngọn cây, mỗi một con thú rừng và mọi thứ trên mảnh đất này đều thuộc về ta. Tên hoàng tử ngu dốt, thiên nhiên này thuộc về Chúa. Chúa là người đã tạo ra vũ trụ này, không phải ngươi. Ngươi không có quyền giết những động vật vô tội ở nơi đây. Đủ rồi đấy nhé, tránh ra đi. Rồi bỗng nhiên, bà tiên rừng bỗng biến thành một phụ nữ vô cùng cao lớn. Hoàng tử thấy vô cùng hoảng sợ.
Ngươi là đồ ngạo mạn. Ta sẽ biến ngươi thành một chú ếch bé nhỏ. Bây giờ lũ rắn trong rừng sẽ săn tìm ngươi để ăn, như ngươi đã săn tìm lũ nai đáng thương vậy. Và hoàng tử biến thành ếch ngay lập tức. Ôi, bà làm gì tôi thế này? Tôi xin bà tiên rừng, hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại mẹ thiên nhiên nữa. Tôi sẽ đối xử tốt với mọi sinh vật. Tôi hứa đấy. Xin bà tha thứ cho tôi. Ta nghĩ ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng sự ngạo mạn của ngươi vẫn chưa bị trừng phạt. Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền phục hồi. Vâng, xin bà tiên rừng. Tôi sẽ chứng minh bản thân. Ngươi phải tìm được một nàng công chúa không coi trọng những sinh vật đáng thương, và thuyết phục được nàng đối xử tốt với ngươi. Nếu ngươi thay đổi bản chất một con người thành công, ngày sau đó ngươi sẽ biến trở lại thành hoàng tử. Công chúa cảm thấy xấu hổ vì đã không tốt bụng. Nàng đừng buồn, nàng công chúa xinh đẹp à. Hãy hứa với ta là nàng sẽ không vô lễ với bất kỳ một ai nữa được không? Nàng sẽ tốt bụng với tất cả mọi người. Vâng, thưa hoàng tử. Ôi tuyệt quá, vì nàng đã quyết định luôn giữ lòng tốt. Ta muốn hỏi nàng một điều được không? Tất nhiên, chàng muốn gì cũng được. Nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta đã yêu nàng rồi. Nàng sẽ lấy ta nhé, công chúa. Không chút do dự, nàng công chúa xinh đẹp đã đồng ý với chàng hoàng tử khôi ngô. Với sự đồng ý của vua cha, họ đã làm đám cưới. Và hàng ngày, hoàng tử và công chúa đều cho động vật ăn và chăm sóc rất tốt với những sinh vật thiên nhiên. Bà tiên rừng nhìn thấy sự tốt bụng của hai vợ chồng và rất vui vẻ. Giỏi lắm các con của ta. Các con đã chứng minh rằng mình là những con người đẹp đẽ. Tấm lòng nhân đạo này có trong mỗi một con người, nhưng chỉ có ai đánh thức được nó mới trở nên đẹp đẽ. Chúa sẽ luôn luôn ở phía sau và phù hộ cho hai con. Và từ đó, hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.